thuốc giúp hấp thụ thức ăn cho người gầy luôn là giải pháp mà nhiều bậc cha mẹ tìm kiếm khi thấy con gầy còi ăn nhiều nhưng không tăng cân tuy nhiên không phải ai cũng biết sử dụng các thuốc này thế nào cho hiệu quả hãy tham khảo video dưới đây của amano để có được các thông tin hữu ích nhất thuốc hỗ trợ hấp thụ thức ăn cho người gầy là gì hấp thụ thức ăn là giai đoạn trung gian giữa quá trình tiêu hóa và chuyển hóa Thức ăn được đưa vào cơ thể được tiêu hóa bởi các enzyme thành các chất nhỏ hơn để cơ thể dễ hấp thụ. Các chất này được hấp thụ qua thành ruột vào máu rồi được chuyển hóa thành dưỡng chất nuôi dưỡng cơ thể. Quá trình hấp thụ thức ăn diễn ra chủ yếu tại ruột non, ngoài ra còn ở dạ dày, ruột già với sự tham gia của các cơ quan gan, mật, tụy. Thuốc hỗ trợ hấp thụ thức ăn là sản phẩm gồm các thành phần vitamin, khoáng chất, men vi sinh và nhiều hoạt chất khác có lợi cho sức khỏe của hệ tiêu hóa giúp tăng cường quá trình tiêu hóa và hấp thụ, kích thích vị giác ăn ngon miệng hơn. Tăng cân nhanh chóng, người gầy khó hấp thụ thức ăn nguyên nhân do đâu? Tình trạng khó hấp thụ thức ăn là nguyên nhân dẫn đến cơ thể gầy yếu, suy dinh dưỡng, đặc biệt là ở trẻ em dưới đây là một số nguyên nhân khiến trẻ khó hấp thụ thức ăn chế độ ăn uống không khoa học cho trẻ ăn dặm quá sớm hoặc chế độ ăn không đảm bảo đầy đủ bốn nhóm dưỡng chất chất đạm chất béo đường vitamin và khoáng chất thiếu enzym tiêu hóa các bệnh lý về gan mật tụy ảnh hưởng đến việc sản xuất enzym tiêu hóa khiến thức ăn khó được tiêu hóa và hấp thụ hoặc trẻ mắc hội chứng bất dung nạp lactose khiến trẻ không tiêu hóa và hấp thụ được lactose trong sữa và các sản phẩm từ sữa, rối loạn tiêu hóa, trẻ bị rối loạn tiêu hóa do ăn phải thực phẩm không đảm bảo an toàn vệ sinh, loạn khuẩn đường ruột, chủ yếu do dùng kháng sinh kéo dài gây mất cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột, trẻ bị nhiễm run sán hoặc các ký sinh trùng đường ruột khác. một khi nào nên sử dụng thuốc giúp hấp thụ thức ăn, mẹ nên sử dụng thuốc giúp hấp thụ thức ăn cho người gầy khi trẻ biếng ăn. Gầy còm và đã dùng đủ mọi biện pháp nhưng không cải thiện. Hoặc khi trẻ có các dấu hiệu khó hấp thụ các chất dinh dưỡng từ thức ăn như trẻ đi ngoài phân lỏng, nhiều nước, lổn nhổn, phân sống và có mùi tanh, trẻ lười ăn, chậm tăng cân, suy dinh dưỡng, trẻ khó tiêu, đầy hơi, chướng bụng, trẻ sụt cân, mệt mỏi, vận động kém, trẻ có thể gặp phải các biểu hiện của thiếu vi chất cần thiết như niêm mạc mắt nhợt nhạt do thiếu máu thiếu sắt, phù ở chân do thiếu vitamin B1. Chuột rút do thiếu canxi, hai tiêu chí lựa chọn thuốc giúp hấp thụ thức ăn muốn sử dụng thuốc giúp hấp thụ thức ăn cho trẻ hiệu quả trước hết cha mẹ cần lựa chọn được loại thuốc phù hợp đảm bảo các tiêu chí dưới đây thuốc phải có nguồn gốc rõ ràng cần có thông tin rõ ràng về đơn vị sản xuất sản phẩm cần được sự cấp phép của nhà nước có giấy phép lưu hành và thông tin về thành phần công dụng hướng dẫn sử dụng thuốc phải có các thành phần an toàn với trẻ cha mẹ cần tìm hiểu rõ thành phần và công dụng mà chúng đem lại đảm bảo phù hợp khi sử dụng cho trẻ thuốc phải phù hợp với thể trạng của trẻ mỗi trẻ có cơ địa phù hợp với các loại thuốc khác nhau cha mẹ có thể tham khảo ý kiến bác sĩ để lựa chọn được thuốc phù hợp ba lưu ý khi sử dụng thuốc giúp hấp thụ thức ăn để đem lại hiệu quả tối ưu khi sử dụng thuốc giúp hấp thụ thức ăn cho trẻ cần lưu ý các điểm sau đây cho trẻ uống vào ban ngày tốt nhất là buổi sáng vì trong thành phần có chứa các vitamin nếu uống buổi tối sẽ gây khó ngủ, kết hợp dùng thuốc với việc xây dựng chế độ dinh dưỡng phù hợp và đầy đủ cho trẻ để nhanh chóng đạt hiệu quả tăng cân, tránh lạm dụng thuốc hỗ trợ hấp thu, việc lạm dụng thuốc hỗ trợ hấp thu có thể gây ra những tác dụng không mong muốn như buồn nôn, tiêu chảy hoặc táo bón, men vi sinh amano enzyme go thuốc giúp hấp thụ thức ăn cho người gầy, men vi sinh amano enzyme go là sản phẩm giúp hấp thụ thức ăn cho người gầy. Đặc biệt là trẻ em nhờ vào các thành phần, lợi khuẩn dạng bào tử, cao nấm men bia, duy trì cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột, giúp cơ thể có hệ tiêu hóa khỏe mạnh, các enzym tiêu hóa, tăng cường quá trình tiêu hóa, hỗ trợ hấp thụ thức ăn, DHA, lysine, giúp trẻ tăng cường phát triển trí não và thị lực, trẻ thông minh hơn và mắt tinh nhanh hơn, các vitamin nhóm B, D và nhiều khoáng chất thiết yếu, giúp tăng cường sức đề kháng, kích thích trẻ ăn ngon miệng, phát triển chiều cao và cân nặng. Amano Enzyme Go được thiết kế sử dụng cho các đối tượng, trẻ em từ 6 tháng tuổi trở lên, biếng ăn, chậm lớn, gầy yếu, suy dinh dưỡng, táo bón, tiêu hóa kém, người lớn, người gầy, người già, ăn không ngon miệng, suy nhược, kém hấp thụ thức ăn, tiêu hóa kém. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, không nên sử dụng thuốc giúp hấp thu thức ăn cho trẻ khi không cần thiết, tránh tốn kém. Chỉ nên sử dụng khi có biểu hiện biếng ăn, chậm tăng cân, suy dinh dưỡng hay sút cân kể cả khi vẫn ăn uống bình thường. Đồng thời, cha mẹ nên lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đến từ các thương hiệu uy tín để có tác động tích cực đến tình trạng của trẻ. Nếu như vẫn còn bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ ngay cho tôi theo hotline 092 919 7777 để được tư vấn và hỗ trợ một cách nhanh nhất hoặc chat trực tiếp Facebook Thầy Thuốc Lê Minh Tuấn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Tư vấn hướng dẫn thuốc và điều trị bệnh, thầy thuốc Lê Minh Tuấn. Tận tâm từ trái tim. Website lê minh tuấn .vn, Facebook tuấn thầy thuốc. Subscribe nếu thấy video hữu ích.